Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sành đôi cùng nữ nghệ sĩ Quế Trân trong bài vọng cổ hài trai tài gái sắc. Võ Minh Lâm đòi hỏi cưới cô út Quế Trân. Quế Trân nhắc, tính xong phải cưới liền để em nổi quạo lại mất vui. Đây quả là một cặp trai tài gái sắc của sân khấu cải lương. Đôi nghệ sĩ này từng vào vai thiên kiều công chúa và lý nam nam trong vở trắng hoa mai được khán giả rất yêu mến. Khi thông tin được công bố, nhiều người lo ngại võ minh lâm sẽ không thoát khỏi cái bóng quá lớn của bậc tiền bối. Tuy nhiên, nhờ cách giàn dựng mới mẻ, anh đã hòa thân tròn trịa vào vai diễn này khán giả tán thưởng nhiệt liệt vì nhận ra võ minh lâm chỉn chu trong từng nét diễn lời ca và cả kỹ thuật vũ đạo vào vai vừa preem võ minh lâm bị tiếng oan vì xài hao đến ba cô đào cùng đảm nhận nhân vật nàng seda là nghệ sĩ cao thúy vi phượng loan và lê hồng thắm tuy nhiên mỗi đồng nghiệp lại mang đến cho anh một cảm xúc tươi mới khi kết hợp Võ Minh Lâm bật mí ông bầu hoàng song Việt và đạo diễn Hoa Hạ rất tâm huyết với vở nàng Seda nên lên kế hoạch tập dòng dã suốt 2 tháng. Anh chia sẻ, vai vua Priem do tôi đảm nhiệm xuất hiện từ màn đầu đến màn cuối, diễn và thoại rất nhiều. Nhận thấy giá trị của nhân vật mình đảm nhiệm, tôi từ chối hết các lời mời hát show, dốc sức tập luyện. Do quá tập trung cho vai diễn nên tôi ngã bệnh, nhưng không dám xin nghỉ trích thuốc, truyền nước, dáng hoàn thành thời gian tập. Sự nghiệp của Quế Trân từng ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Tuy không ở thời Hoàng Kim như trước nhưng cô vẫn được nhớ đến. Bước sang tuổi 40, Quế Trân vẫn hoạt động nghệ thuật và gây bất ngờ với nhan sắc hiện tại. Vì gia đình có truyền thống nghệ thuật, Quế Trân cũng may mắn được tiếp xúc với cải lương từ nhỏ và bộc lộ năng khiếu rất sớm. Cô từng đi theo những đoàn cải lương như Minh Tơ, 284, Đồng Ấu Bạch Long Quế Trân giành được huy chương vàng giải thưởng Trần Hữu Trang khi cô chỉ mới tròn 18 tuổi. Với nền tảng đủ vững chắc, Quế Trân bắt đầu ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua từng vai diễn, những vở kịch nổi tiếng như Con mắt thời gian, Bên cầu dệt lụa, Khúc ly hương. Khán giả luôn nhắc đến Quế Trân nhờ chất giọng đặc biệt và ngoại hình sáng sân khấu má lúng đồng tiền duyên dáng khiến bao người si mê. Sự song hành về nhan sắc lẫn tài năng đã giúp cô trở thành tên tuổi đình đám thời bấy giờ. Miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, cống hiến qua từng vai diễn, Quế Trân được phong tặng danh hiệu vào năm 2011. Quế Trân luôn ý thức được cái nôi nghệ thuật của chính mình. Trong một lần nhìn lại bức ảnh quý của gia tộc, nữ nghệ sĩ đã không giấu được sự xúc động. Quế Trân luôn giữ đời tư sạch, không scandal gây chú ý, cô kín tiếng trong chuyện đời tư, chưa từng công khai bạn trai trước báo chí hay trên mạng xã hội. Khi đề cập đến chuyện yêu đương, cô cho biết muốn mọi chuyện diễn biến một cách tự nhiên. Mẫu người đàn ông sẽ dễ gây ấn tượng với cô là người có thể san sẻ, biết cách lắng nghe và đặc biệt tôn trọng nghề nghiệp, đam mê và những mong muốn từ bản thân cô. Nhiều khán giả cũng phải bất ngờ trước nhan sắc của Quế Trân ở tuổi 40. Cô vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng và phong cách ăn mặc hách tuổi đáng Kaedeo đã đi qua giai đoạn đỉnh đám nhất trong sự nghiệp nhưng quế chân vẫn giữ được những nhiệt huyết với nghề. Cô duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên lan tỏa những điều tích cực đến với khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.